Thưa quý vị, trước thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố, bắt tạm giam, điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản rộ lên trong sáng ngày 15 tháng 11 vừa qua, khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong vụ việc chấn động lần này phải kể đến Cường Quát, đối tượng nổi danh là một giang hồ cộm cán. Giữa lúc lùm xùm đang trong giai đoạn căng thẳng, không ít người đặt ra câu hỏi liệu rằng mối quan hệ của hai người này có gì mật thiết. Chiều ngày 15 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, ông Lưu Bình Nhưỡng không có quan hệ họ hàng gì với đối tượng hình sự Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, trú tại xã Thụy Xuân, thường gọi là Cường Quắt. Theo vị lãnh đạo này, cả gia đình, bố mẹ của Phạm Minh Cường đều là người địa phương từ nhiều đời nay. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thụy Xuân khẳng định, giữa Cường và ông Nhưỡng có thể là mối quan hệ cá nhân ngoài xã hội thôi. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ông Nhưỡng xuất hiện tại địa phương. Cũng trong chiều ngày 15 tháng 11, anh Phạm Minh Tê, anh trai của Phạm Minh Cường cho biết đã nắm được thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án của em trai mình. Tuy nhiên anh Tê khẳng định ông Nhưỡng không hề có quan hệ họ hàng gì với gia đình anh. Anh Tê cho hay, gia đình tôi không có quan hệ họ hàng gì với ông Nhưỡng đâu, tôi cũng chưa bao giờ gặp ông Nhưỡng cả. Trước đó như đã thông tin, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án, Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, là đối tượng hình sự có 3 tiền án. Ngày 14 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam. Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường về tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tài khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Quá trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Trước đó vào năm 2022, phòng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và công an huyện Thái Thụy đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp, đồng thời khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Phạm Minh Cường cùng hàng chục đàn em có liên quan để phục vụ điều tra một số vụ việc vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn do nhóm đối tượng này gây ra. Sau quá trình bắt giữ và thực hiện khám xét, cường quất và các đối tượng liên quan cùng nhiều tăng vật tài liệu cũng đã bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Thái Bình xác định do địa bàn huyện Thái Thủy tiếp giáp với thành phố Hải Phòng, cường quất cấu kết với nhiều đối tượng hình sự, có tiền án tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, cường quất cùng các đối tượng giang hồ đã tham gia bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển khai thác cát biển trái phép, tham gia ẩu đả, thanh toán lẫn nhau, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện ven biển, Tiên Hải, Thái Thủy, tỉnh Thái Bình nói chung, địa bàn các xã Thụy Xuân, Thụy Trường, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy nói riêng. Trước đó vào hồi tháng 7 năm 2013, do mâu thuẫn nờ nần, Tường Quát cùng bố mình và chú ruột cũng đã tham gia vào một vụ việc ẩu đả, cố ý gây thương tích với hai đối tượng khác. Hậu quả, bố con Cường và một đối tượng bị thương phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Riêng Cường bị bắn một viên đạn từ súng thể thao trúng vùng mông. Vụ án đó cũng đã được Tòa án Nhân dân huyện Thái Thụy đưa ra truy tố xét xử. Tiếp đó, Phạm Minh Cường đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Theo Công an tỉnh Thái Bình, từ năm 2020 đến năm 2022, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để sử dụng làm phương tiện gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Thưa quý vị, chỉ vì sở thích bệnh hoạn, một người đàn ông ở tri cục thủy lợi tỉnh Lạng Sơn đã ra tay giở trò với một cháu gái tại quán karaoke. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chu Văn Hải về hành vi vô nhân tính này. Trước đó, công an thành phố Lạng Sơn tiếp nhận tin tố giác về việc nghi ngờ cháu N sinh năm 2018 trú tại thành phố Lạng Sơn bị người khác dở trò thú tính Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thạch Hà tiến hành điều tra vụ việc và xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Chu Văn Hải, sinh năm 1977, trú tại số 7 trên 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Hải là tri cục trưởng, tri cục thủy lợi tỉnh Lạng Sơn. Thông tin sơ bộ từ công an tỉnh Lạng Sơn, Chu Văn Hải khai nhận trưa 11 tháng 11 cùng bạn bè đi hát ở quán karaoke trên đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Sau khi hát xong, Hải đi ra khuôn viên phía sau quán hát, gặp cháu nờ đang chơi ở sân nên Hải rủ cháu N vào một căn phòng và thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu. Cơ quan công an xác định Hải thực hiện hành vi một mình. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Hành vi mất nhân tính của Hải đã để lại nhiều hậu quả đau lòng, gây tâm lý hoảng loạn lâu dài cho nạn nhân cũng như sự bất bình, căm phẫn của gia đình nạn nhân và xã hội. Đối tượng sẽ phải trả giá bằng những hình phạt thích đáng của pháp luật thưa quý vị những tưởng những người thực thi pháp luật thì phải rất hiểu rõ về các hành vi vi phạm pháp luật thế nhưng cơ quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với chấp hành viên hoàng thị vân anh thuộc tri cục thi hành án dân sự quận ngô quyền hải phòng để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Trước đó cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61 ngày 16 tháng 5 năm 2023 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng. Theo thông tin từ công an Hải Phòng, từ ngày 8 tháng 9 năm 2022 đến ngày 11 tháng 9 năm 2022, công an Hải Phòng nhận được đơn tố giác về các sai phạm của đấu giá viên thuộc công ty đấu giá hợp danh Tài sản Đông Đô, công ty Đông Đô trong quá trình tổ chức bán đấu giá tàu hải thắng 18 là tài sản bị kê biên đảm bảo thi hành án của Tri Cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền. Quá trình điều tra nhận thấy hành vi của chấp hành viên Hoàng Thị Văn Anh ký hợp đồng với công ty Đông Đô là công ty không đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá. Đồng thời, ký hợp đồng với cảng không đủ điều kiện để neo đậu tàu Hải Thắng 18, không khảo sát giá thuê neo đậu, thanh toán tiền thuê cảng để neo đậu tàu Hải Thắng 18 vượt quá số ngày so với hợp đồng và phụ lục hợp đồng vượt 65 ngày gây thiệt hại 1,3 tỷ đồng. Chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh còn có những hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giám sát trong quá trình công ty Đông Đô tổ chức bán hồ sơ đấu giá tài sản dẫn tới vi phạm pháp luật gây thiệt hại 3,98 tỷ đồng trong lần bán đấu giá tàu hải thắng 18 lần 1. Các hành vi của chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao, còn ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Minh Tuấn 34 tuổi ở Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng về tội vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thông tin mới về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật ở chương trình tiếp theo. Tiếp tục diễn biến liên quan đến vụ việc, hai cán bộ xã ở Hải Dương bất ngờ bị tấn công trong đêm. Vụ việc ngay sau đó được cơ quan chức năng điều tra. Qua tìm hiểu, trước đó đối tượng bị cán bộ nhắc nhở và yêu cầu tháo rỡ phần công trình đã lấn chiếm vào đất công. Đến tối do có men trong người và bực tức chuyện lúc chiều, đối tượng đã tới tận nhà cán bộ đập phá cửa và tấn công. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 12 tháng 11, tổ công tác xã Tân Hồng gồm ông Lê Xuân Hạ, công chức địa chính, Đặng Quang Tam, trưởng công an xã, Phạm Văn Ấm, trưởng thôn Mi Cầu, đến công trình của ông Trần Văn Thiết, sinh năm 1954, trú tại thôn Phạm Lý, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, đang xây dựng ở thôn Mi Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, cùng tỉnh Hải Dương, làm chủ để nhắc nhở và yêu cầu tháo dỡ phần công trình đã lấn chiếm vào đất công. Thời điểm tổ công tác đến kiểm tra không gặp được ông Trần Văn Thiết, nên tổ công tác đã nhờ những người có mặt nhắn lại cho ông Thiết về nội dung vi phạm trong những người có mặt tại thời điểm trên có ông Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm 1992, thường trú tại thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, hiện đang ở thôn Mi Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang. Do bực tức vì lúc chiều thấy ông Lê Xuân Hạ, công chức địa chính xã Tân Hồng nhắc nhở gia đình ông Thiết nên vào khoảng 21 giờ 30 phút tối cùng ngày, sau khi uống rượu với Trần Thành Tài, sinh năm 1983, trú tại thôn Mi Cầu, xã Tân Hồng, hai người rủ nhau đến nhà ông Hạ để gây sự. Khi đến nơi, thấy ông Hạ đã tắt điện đi ngủ. Lúc này, Việt lấy một thanh sắt và một chiếc ghế sắt đập vỡ ô cửa kính cường lực nhà ông Hạ. Phát hiện có tiếng động, ông Hạ dậy mở cửa, thì tài xông vào nhà gây gổ, còn Việt cầm dao đe dọa những người có mặt. Sau đó, anh Vũ Văn Cường, cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Tân Hồng đến can ngăn. Trong quá trình rằng co, ông Hạ bị thương tích nhẹ ở cổ tay trái, rách ra và được đưa đi sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang. Riêng anh Vũ Văn Cường trong lúc can ngăn bị va đập vào tường, đau nhức vùng đầu nên được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương theo dõi điều trị. Việc xây dựng lấn chiếm vào vùng đất công của đối tượng là hành vi vi phạm pháp luật, vậy nhưng đối tượng này vẫn mang bực tức để hành hung cán bộ. Với vụ việc vừa qua, cơ quan chức năng cần triển khai và xác định chính xác hành vi phạm tội của đối tượng và xử lý nghiêm khắc. Hiện cơ quan điều tra, công an huyện Bình Giang đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cán bộ nhân viên đăng kiểm của Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đồng Nai. Ngày 16 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh, đối với Nguyễn Sơn Hải, 45 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đồng Nai 6002S, và bùi trọng tường, đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai 6001S để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã khởi tố thêm một bị can khác nhưng cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Sau khi ra quyết định khởi tố ba bị can nói trên, sáng 16 tháng 11, cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai 6001S để phục vụ công tác điều tra. Việc khám xét đã hoàn tất trong buổi sáng cùng ngày. Liên quan đến vụ việc này, vào tháng 5 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng. Giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Hồng là giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 6001S thành phố Biên Hòa, 6002S thành phố Long Khánh, 6003S huyện Định Quán thuộc Sở Giao thông Vận tải quản lý. Trước đó vào tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 23 bị can là nhân viên tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005G phường Phước Tân thành phố Biên Hòa và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004G, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa để điều tra về các hành vi đưa nhận hối lộ. Chuyển sang một tin tức giao thông quan trọng khác. Vừa qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một nữ tài xế lùi xe nhưng đạp nhầm chân ga nên đã khiến cho một nhân viên bảo vệ cửa hàng trang sức tử vong. Khoảng 15 giờ ngày 15 tháng 11, tại số nhà 107 đường Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một bảo vệ bị gãy chân. Theo phản ánh của người dân chứng kiến vụ việc, nữ tài xế NMA sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại Đình Đông, Ngô Quyền, Hải Phòng, điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 15A6143X đã lùi thẳng xe đâm vào cửa hàng bán trang sức Newgate khiến bảo vệ cửa hàng này gãy chân. Bảo vệ cửa hàng là ông LVH sinh năm 1960 hộ khẩu thường trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Tại hiện trường, dưới gầm xe ô tô là một chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nặng, cửa kính cường lực của cửa hàng bị vỡ vụn sau cú va chạm, nửa thân xe ô tô nằm gọn trong cửa hàng trang sức. Nhiều người cho rằng nữ tài xế trên trong lúc lùi xe đã không làm chủ phương tiện, đạp nhầm chân ga nên mới xảy ra vụ tai nạn hy hữu như trên. Bảo vệ tại cửa hàng trang sức bị gãy chân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cảnh sát giao thông và công an phường Cầu Đất đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên. Tuy nhiên do bị thương nặng nên đến, đến khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Đạp nhầm chân ga khi lùi xe có lẽ không phải câu chuyện mới gặp lần đầu trong cuộc sống, đã có rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra, để rồi hối tiếc cũng đã quá muộn màng. Hy vọng thông qua sự việc lần này, các tài xế lái xe sẽ cẩn trọng hơn nữa khi điều khiển xe ô tô. Một lần nữa xin được chia buồn cùng gia đình nạn nhân xấu số. Thưa quý vị, bữa ăn học đường đủ chất, sạch và ngon là chìa khóa quan trọng để cải thiện dinh dưỡng và tầm vóc của trẻ em. Tuy nhiên, đã có không ít vụ việc học sinh phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại trường. Như mới đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang tiếp nhận hơn 70 em học sinh của hai trường tiểu học Trần Văn Ơn và tiểu học Mạc Đĩnh chi thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, trong đó có 20 em bị tụt huyết áp. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ chuẩn đoán nghi do ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 danh tí phó giám đốc bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang, chiều ngày 15 tháng 11, có hơn 50 học sinh của hai trường tiểu học Trần Văn Ơn và tiểu học Mạc Đĩnh Chi thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang phải nhập viện cấp cứu sau khi dùng bữa ăn trưa tại trường. Các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nôn ói tiêu chảy có khoảng 20 em học sinh do nôn ói nhiều bị tụt huyết áp, bệnh viện phải truyền dịch chống sốc. Qua thăm khám ban đầu các bác sĩ chẩn đoán nghi do ngộ độc thực phẩm trong nhà trường, ngành y tế cơ sở đã yêu cầu nhà trường phải niêm phong toàn bộ thức ăn để cơ quan đến kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân. Tính đến 20 giờ ngày 15 tháng 11, phía bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang đã tiếp nhận hơn 70 học sinh của hai trường này nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại trường. Theo các em học sinh, trong bữa cơm trưa ở trường các em được ăn cơm với canh thịt, mì thịt bằm sau khi ăn xong, các em đều có chung biểu hiện là nôn ói, tiêu chảy nên được nhà trường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nắm bắt thông tin vụ việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang và các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe cho các học sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu nhà trường báo cáo tình hình vụ việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân và có hướng xử lý kịp thời. Vừa qua trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã xảy ra một vụ việc vô cùng thương tâm và xót xa khi một cháu bé học tiểu học trên đường đến trường đã va chạm với chiếc xe máy xúc đi bên cạnh. Cụ thể, lúc 7 giờ 30 ngày 14 tháng 11, cháu KTD, sinh năm 2015 ở Hà Nội, đạp xe đi học trên đường Chùa Bụt Mọc, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, bất ngờ bị một chiếc xe máy xúc tông trúng cán qua người. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa cháu bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Theo đó, toàn bộ vụ tai nạn đã được một chiếc camera nhà dân ghi lại vụ việc cháu bé tai nạn với chiếc xe máy xúc. Qua clip cho thấy, con đường này rất nhỏ. Sự việc lúc đó tại chiều ngược lại đang có một chiếc ô tô thay vì chiếc máy xúc giảm tốc dừng lại nhường đường cho chiếc xe thì xe máy xúc này đã tiến thẳng tông vào chiếc xe đạp của bé gái. Cú tông khiến cho bé không kịp phản ứng và vụ việc thương tâm đã xảy ra. Xem đoạn clip, rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với tài xế xe máy xúc và không khỏi xót xa cho bé gái. Việc cho trẻ em tự mình đến trường trong độ tuổi nhỏ tiêm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy, mỗi phụ huynh nên cân nhắc, hướng dẫn con em tham gia giao thông một cách an toàn. Đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Mới đây, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vừa xảy ra một vụ việc thương tâm khiến người dân địa phương không khỏi xót xa. Được biết, một nhóm người do gặp mưa lớn khi ở trong rừng đã dừng trú mưa dưới một gốc cây cổ thụ. Nhưng không may, cây rừng đổ khiến ba người tử vong và nhiều người khác trọng thương phải vào viện cấp cứu. Tối ngày 15 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Rông Bông, tỉnh Đắk Lắc xác nhận, tại địa bàn xã Giang Mao vừa xảy ra vụ việc cây rừng ngã đổ đè trúng nhóm người trú mưa, khiến ba người tử vong và nhiều người khác trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các nạn nhân được xác định là ông GSC, sinh năm 1977, anh VTM, sinh năm 1994 và MTM, sinh năm 2004, cùng chú tại huyện Cờ Đông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Theo vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đông Bông, sáng ngày 14 tháng 11, khoảng 10 người dân ở xã Cư Pui, huyện Cờ Đông Bông vào rừng ở xã Giang Mao để tìm lan rừng và hái nấm. Đến trưa ngày 15 tháng 11, do ảnh hưởng của bão, trời xuất hiện mưa to gió lớn. Nhóm người trên tìm đến một gốc cây cổ thụ trú mưa thì bất ngờ bị cây đổ đè trúng. Ngoài ba nạn nhân tử vong thì còn nhiều người khác bị thương. Nhóm người gặp nạn đều là bà con thân thích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người may mắn không bị thương đã chạy về báo cho người thân và chính quyền địa phương đến hiện trường ứng cứu. Theo ông Marcel Nhà, trưởng thôn Ea3, xã Cư Pui, huyện Cờ Đông Bông, vị trí xảy ra vụ việc do công ty lâm nghiệp cờ đông bông quản lý mấy ngày nay do mưa lớn kéo dài nên đường đi lại vào khu vực này rất khó khăn từ điểm tập kết xe máy đến khu vực xảy ra vụ việc phải đi bộ đường rừng mất khoảng hơn 3 tiếng hiện gia đình cùng người dân đã đưa được ba nạn nhân tử vong về lo hậu sự còn những người bị thương được đưa tới cơ sở y tế thăm khám và điều trị vết thương cơ quan chức năng đang điều tra xác minh làm rõ vụ việc đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự đã có không ít lần cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không trú mưa dưới các tán cây lớn, đặc biệt là cây cổ thụ bởi rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn sau so những tán cây xanh tốt kia, nhất là khi gặp hiện tượng thời tiết cực đoan. Hy vọng thông qua sự việc đáng tiếc lần này, người dân sẽ trang bị thêm cho mình nguồn kiến thức để ứng dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn với tính chất nghiêm trọng khiến dư luận không khỏi hoang mang lo sợ. Có những vụ việc thương tâm cướp đi sinh mạng của hàng chục con người cùng lúc, để rồi những người ở lại khó lòng nguôi ngoài. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức, khi một xe buýt bị biến dạng phần đầu sau cú tông mạnh vào đuôi ô tô tải. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng hàng chục sinh viên trên xe được một phen hoảng loạn. Một vụ tai nạn đã xảy ra vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xe buýt mã hiệu tuyến số 30 có biển kiểm soát 51B02553 chở hàng chục sinh viên đang trên hành trình từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đi chợ Tân Hương. Khi phương tiện này chạy đến gần nút giao cầu vượt cát lái, đã đâm mạnh vào đuôi ô tô tải cứu hộ đang chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến xe tải lao về phía trước, leo lên giả phân cách, còn xe buýt bị biến dạng phần đầu. Tai nạn xảy ra khiến những người trên xe buýt hoảng loạn, la hét do bị va đập mạnh. Sau tai nạn, hàng chục sinh viên phải rời khỏi xe buýt trên, lên xe khác để tiếp tục lộ trình về nhà sau ngày dài học tập. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức phối hợp với đội cảnh sát giao thông cát lái đã có mặt để xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị ùn ứ cục bộ. Tai nạn giao thông đang từng ngày từng giờ len lỏi trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, hậu quả mà nó để lại vô cùng nặng nề không chỉ còn là tài sản, sức khỏe, mà còn là mạng sống, là tương lai. Hàng loạt các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra như hồi chuông cảnh báo đến với tất cả mỗi người khi tham gia giao thông, cần có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ theo quy định, nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Thưa quý vị, liên quan đến những vi phạm của nhà xe Thành Bưởi trong thời gian qua gây xôn xao dư luận, sau thời gian điều tra và làm rõ các bằng chứng phạm tội của nhà xe, Mới đây, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn đối với công ty Thành Bưởi. Từ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Nai do nhà xe Thành Bưởi gây ra ngày 30 tháng 9 vừa qua, đã phanh phui hàng loạt những vi phạm trong quá trình hoạt động của nhà xe này. Cụ thể trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô với Thành Bưởi. Kết quả kiểm tra phát hiện, hàng loạt vi phạm của nhà xe này như không thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn giao thông theo quy định, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch không thực hiện đúng quy định về đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Căn cứ kết quả kiểm tra, thanh tra sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty này. Tổng số tiền phạt là 91 triệu đồng và hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải 3 tháng đối với công ty. Ngày 31 tháng 10, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tiếp nhận văn bản đề nghị từ Công an thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc tạm thời không thực hiện kê khai bổ sung thuế cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi và các cá nhân liên quan để hỗ trợ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm. Theo đó phát hiện có dấu hiệu trốn thuế xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Theo thông tin mới nhất, ngày 13 tháng 11 mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, lý do thu hồi căn cứ vào điểm a khoản 6 điều 19 Nghị định 10 của Chính phủ, cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh. Được biết, tránh văn phòng, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, thanh tra sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Bên cạnh đó, sau nhà xe Thành Bưởi có thêm 21 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô vừa bị sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn. Hiện sở đang tiếp tục giả soát thông tin đến các cơ quan, công an thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương để xảy ra tình trạng nhà xe dừng đón trả khách sai quy định nhằm phối hợp xử lý. Nối tiếp chương trình sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Những năm gần đây, thường xuyên xuất hiện các vụ sát hại, hành hung man dợ với thủ đoạn liều lĩnh ngông cuồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự xã hội, đặc biệt đến đời sống của người dân. Mới đây, khi đang chở vợ con đi dạo trên đường, một người đàn ông trẻ tuổi đã bị đồng nghiệp dùng dao hành hung dẫn đến tử vong. Sự việc khiến người dân xung quanh không khỏi hoang mang lo sợ. Tối ngày 15 tháng 11, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương đã bắt giữ nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi sát hại người. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19 giờ trên đường D1 giao nhau với N4, khu dân cư An Thạnh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là anh NTD, sinh năm 1995, quê ở An Giang. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh D điều khiển xe máy chở vợ con đi dạo. Khi gia đình vào cửa hàng tạp hóa, anh Đê bất ngờ bị nam thanh niên đi tới dùng dao tác động mạnh, khiến anh gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa anh Đê đi bệnh viện cấp cứu, song nạn nhân không qua khỏi. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường về phòng trọ gần đó. Nhận tin báo của người dân, công an thành phố Thuận An khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, đưa nghi phạm về trụ sở lấy lời khai. Nguồn tin cho hay, giữa nghi phạm và nạn nhân là đồng nghiệp, làm chung công ty. Trước khi xảy ra vụ việc, hai người này có mâu thuẫn. Danh tính nghi phạm chưa được cơ quan công an công bố. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Liệu rằng nguyên nhân xảy ra sự việc thương tâm trên là gì? Và đối tượng hành hung nam thanh niên sẽ đối diện với bản án nào trước pháp luật? Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trong các video tiếp theo. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 11 vừa qua, do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, một đối tượng đã dùng bom xăng ném vào nhà con nợ để đe dọa. Hậu quả của vụ việc đã khiến ba người trong gia đình nạn nhân bị thương. Trong đó có một cháu bé sơ sinh bị bỏng nặng, hiện lực lượng công an đang tiến hành truy bắt nghi phạm trong vụ việc này. Theo thông tin ban đầu vào tối ngày 14 tháng 11 trên địa bàn thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ việc một số đối tượng ném bom xăng vào nhà người dân khiến ba người bị bỏng. Qua điều tra sơ bộ, do đối tượng LTM, thường gọi là Tèo, sinh năm 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với bà DTI, sinh năm 1992, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An, nên M đã điều khiển xe máy, chưa rõ biển số đến trước nhà bà Y và ném một chai xăng vào nhà gây cháy. Bom xăng đã làm cháy một góc nhà bà Y, thiệt hại tài sản không đáng kể. Tuy nhiên, hậu quả khiến cho ba người trong nhà bị bỏng. Các nạn nhân gồm anh V.A.L, chồng bà Y, sinh năm 1989, bị bỏng nhẹ ở tay, và Trần, hiện đang điều trị ngoại trú cháu DNMQ, cháu bà Y, sinh năm 2022, bị thương và cháu VTA là con ruột bà Y, mới sinh được 4 tháng tuổi, bị bỏng nặng. Các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị bỏng cấp độ 2, diện tích 28%, vùng mặt, tay. Hiện cháu Quy đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Nhìn cháu bé còn rất nhỏ nhưng vì hành động của đối tượng mà bị bỏng với vết thương khiến ai nấy cũng đều xót xa. xa ghi nhận vụ việc xảy ra công an huyện bắc bình đang điều tra truy bắt các đối tượng liên quan đồng thời đề nghị người dân nếu biết thông tin của đối tượng ltm cần cung cấp cho cơ quan chức năng nơi gần nhất hỗ trợ cho công tác điều tra giải quyết vụ án đã có rất nhiều những vụ việc thương tâm xảy ra trong những vấn đề mâu thuẫn tiền bạc giữa con nợ và chủ nợ để lại hậu quả rất đáng tiếc. Một lần nữa, mỗi người cần nhắc nhớ, hãy thật bình tĩnh trước những sự việc xảy ra giữa chủ nợ và người nợ cần có những thống nhất và trao đổi rõ ràng để đưa ra các giải pháp phù hợp trở nên manh động như sự việc trên. Tại một tòa trung cư ở Đà Nẵng vừa qua đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm cư dân sinh sống hốt hoảng tháo chạy. Khói đen cuồn cuộn, mịt mù bốc lên từ căn hộ tầng 5. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, rất may không có thiệt hại về người. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11, người dân phát hiện có khói lửa bốc lên tại trung cư 12 T5, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, vụ cháy xuất phát từ một căn hộ tại tầng 5, tòa nhà C thuộc trung cư này. Lúc này, cư dân trung cư nhanh chóng chi hô, tìm đường thoát khỏi tòa nhà. Bên ngoài, hàng chục người kéo vòi nước, bình cứu hỏa tại chỗ để dập lửa, đồng thời nhờ lực lượng chức năng ứng cứu. Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa điều 5 xe chữa cháy, một xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói đen vẫn bốc ra nghi ngút. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hiện trường. Có mặt tại hiện trường, ông Hoàng Sơn Trà, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà cho biết, vụ cháy may mắn được phát hiện khống chế kịp thời, không có thiệt hại về người tuy nhiên trung cư cần xem xét lại vị trí đậu đỗ xe của cư dân tránh gây ách tắc ngăn cản xe chữa cháy tiếp cận thực hiện nhiệm vụ ông trà chia sẻ cần phải đảm bảo khu vực công cộng luôn thông thoáng để các xe chữa cháy cứu thương dễ dàng tiếp cận khi có sự vụ hiện nguyên nhân vụ cháy thiệt hại ban đầu đang được tiếp tục điều tra làm rõ vấn đề phòng cháy chữa cháy tại các khu trung cư và căn hộ của người dân là điều gây nhức nhối khi có quá nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra tại đây để giảm thiểu tình trạng cháy nổ, quản lý khu trung cư cũng như những người dân cần nâng cao kiến thức trong việc phòng cháy chữa cháy, lắp đặt những thiết bị hỗ trợ nếu như có hỏa hoạn xảy ra. Thu Phương được biết đến như một giọng ca vàng của đất cảng. Ngoài giọng hát, nữ ca sĩ còn được khán giả quan tâm đến cuộc tình mãi chưa đám cưới với ông bầu Dũng Taylor. Được biết, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng dù đã trải qua một lần đò nhưng vẫn chưa muốn tổ chức hôn lễ. Dũng Taylor hơn 10 năm chung sống, luôn cầu hôn Thu Phương mỗi ngày nhưng nữ chính vẫn thích mãi mãi là tình nhân họ bên nhau trong ngôi biệt thự tràn đầy ánh nắng đi xe hơi siêu sang và chạy sâu kiếm tiền đặc biệt thu phương luôn được dũng taylor yêu thương chăm sóc hết lòng nói về lý do không chịu làm đám cưới thu phương tâm sự phương và anh dũng thống nhất cố gắng để đi đến kết thúc tốt đẹp nhất phương thích một điều là ngày nào anh dũng cũng phải hỏi phương một câu hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa đối với phương câu hỏi của anh dũng sự yêu thương cố gắng mỗi ngày của anh dũng hay hơn chuyện mình mặc áo cưới. Phương thích điều đó lắm, cũng như quá trình làm show Phương thích chuẩn bị hơn là khi lên sân khấu, bởi biểu diễn 5 phút, hết một câu chuyện, nhưng để chuẩn bị cho câu chuyện đó mất rất nhiều thời gian, công sức của mọi người. Đó là lý do đến lúc nào Phương và anh Dũng chưa có kết thúc, và để chuẩn bị cho kết thúc đó, cả hai phải làm rất nhiều điều. Khi chưa làm điều đó thì chúng ta không thể nào quên được. Tuy nhiên sau sự kiên trì của Dũng Taylor, Cách đây hơn một năm, anh thông báo Thu Phương nhận lời cầu hôn từ anh. Sau đó cả hai đi đăng ký kết hôn. Anh chọn dịp sinh nhật mình để ngỏ lời với hy vọng bà xã không thể từ chối. Thu Phương trước khi sống chung với Dũng Taylor, cô và Huy MC từng có với nhau 10 năm êm đềm. Nhưng sau đó, bất ngờ đường ai này đi. Hôn nhân thất bại của hai người đã trở thành nỗi tiếc nuối trong mắt người hâm mộ. Cặp trai tài gái sắc ngày nào giờ không còn chung đường nữa. Năm 2003, Thu Phương chia tay Huy MC và đến năm 2012, cô mới chính thức về chung nhà với ông bầu Dũng Taylor. Đồng nghiệp bạn bè đều cảm thấy mừng cho Thu Phương vì chọn đúng người. Dũng Taylor không có vẻ ngoài cân xứng với Thu Phương, nhưng anh lại là người đủ bao dung, đủ bình tĩnh để yêu và chăm sóc một người phụ nữ, đã trải qua chắc trở trong hôn nhân. Anh dành cho vợ sự tin tưởng, yêu thương và hết lòng che chở. Đã trải qua một lần giang dở, nên Thu Phương mãi mãi coi Dũng Taylor là tình nhân, được biết, sau khi chia tay WMC, Thu Phương gặp áp lực trong công việc lẫn cuộc sống. Giữa lúc trông tranh, Thu Phương có cuộc gặp định mệnh với ông bầu hải ngoại Dũng Taylor. Lúc ấy, Dũng Taylor gặp Phương với tư cách bầu xô trực tiếp quản lý ca sĩ. Thông cảm trước người phụ nữ chịu đựng quá nhiều bất hạnh, Dũng Đen luôn sẵn sàng giúp đỡ cô bất kỳ việc gì có thể. Có giai đoạn Thu Phương bị các đồng nghiệp ở hải ngoại tẩy chay vì không ai muốn hát cùng cô những ca khúc về Hà Nội. Khi đó, anh Dũng đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ và động viên cô. Dũng Taylor gặp Phương với tư cách bầu xô trực tiếp quản lý ca sĩ. Thông cảm trước người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh, Dũng Taylor luôn sẵn sàng giúp đỡ cô bất kỳ việc gì có thể. Không chỉ giúp đỡ Thu Phương trong công việc, anh còn che chở động viên tinh thần cho cô. Được biết, năm 2008, Dũng Taylor đã giúp Thu Phương sớm được đoàn tụ với hai con ở Việt Nam. Sau đó, năm 2012, họ chính thức bên nhau và có một cuộc sống tốt đẹp. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều vụ cháy nổ nhà kho, xưởng sản xuất xảy ra liên tiếp. Cơ quan chức năng đã đưa ra các khuyến cáo tới các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm phòng cháy chữa cháy này vẫn chưa được khắc phục triệt đề. Mới đây, vụ cháy lớn xảy ra tại công ty ở Long An, thiêu dụi toàn bộ nhà kho khoảng 1.500m2 cùng hàng trăm tấn sản phẩm. Hơn 10 giờ ngày 16 tháng 11, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Đức Hòa, Long An phối hợp cùng lực lượng chữa cháy khu công nghiệp đã khống chế được vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thủy DH tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông. Tuy nhiên bên trong kho nơi sản xuất vẫn còn khói đen nghi ngút, có nơi lại bùng lên ngọn lửa khi gặp gió thổi mạnh. Trước đó khoảng 8 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bốc cháy từ cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thủy DH ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, nhân viên công ty lập tức truy hô và phối hợp với lực lượng bảo vệ công ty, sử dụng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên chỉ khoảng 10 phút sau, đám cháy bùng phát lớn, khói đen bao phủ toàn bộ công ty. Nguy cơ cháy sang những khu vực lân cận. Nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Đức Hòa phối hợp xe chữa cháy khu công nghiệp nhanh chóng có mặt, triển khai phương án chữa cháy. Do ngọn lửa bốc lên cao, việc tiếp cận vào điểm cháy còn gặp nhiều khó khăn cho lực lượng chưa tiếp cận vào bên trong. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa Long An, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy. Đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ nhà kho khoảng 1.600 m2 cùng hàng trăm tấn sản phẩm dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng của công ty. Hiện vụ việc đang được công an huyện Đức Hòa đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân và thiệt hại về vụ cháy. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Chiều ngày 14 tháng 11 vừa qua tại tỉnh Phú Yên, 6 em học sinh lớp 5 đã rủ nhau đi tắm sông và không may 4 em bị nước cuốn mất tích. Mặc dù lực lượng chức năng đã huy động tìm kiếm nhưng hiện hai em vẫn chưa được tìm thấy. Cha mẹ các em khóc nức gọi con về trong sự vô vọng. Màn đêm tối cứ thế buông xuống khiến ai nấy cũng đều rơi nước mắt được biết vào lúc 14 giờ 15 ngày 14 tháng 11, 6 học sinh lớp 5C trường tiểu học Hòa Phú được nhà trường cho nghỉ môn thể dục nên rủ nhau đến khu vực bờ kè sông Bà để tắm. Khi đang tắm, bốn em Đỗ Hoàng Lê Minh, Bùi Quang Khôi, Trần Nguyễn Bá Tú, Trần Thanh Tráng bị nước cuốn trôi mất tích. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được hai em Đỗ Hoàng Lê Minh và Trần Nguyễn Bá Tú đã tử vong. Hiện em Khôi và em Tráng vẫn chưa được tìm thấy. Trong màn đêm tối lạnh lẽo cùng cơn mưa, cha mẹ các em ngồi đợi tin tìm, tìm được con vậy nhưng càng đợi càng không thấy các em trở về ngồi thẫn thờ bên bờ sông dõi ánh mắt ầng ầng nước về phía lực lượng chức năng tìm con chị phan thị hoa sinh năm 1994 thôn lương phước xã hòa phú mẹ của học sinh đang mất tích bùi quang khôi vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo công nhân trên người khi khôi không may gặp nạn chị và chồng đang đi làm chị hoa làm tạp vụ tại công ty gần nhà con chồng làm ở công ty sản xuất vật liệu xây dựng chị hoa khóc nấc lên nhớ lại khoảnh khắc nghe tin con Nghe bạn của Khôi chạy đến công ty kêu, con tắm sông mất tích rồi, tôi vội vàng chạy ra bờ sông, gọi người thân ra tìm nhưng chẳng thấy đâu. "Con ơi là con, mẹ phải sống sao đây?" Được biết gia đình thuộc diện cận nghèo của địa phương, dù cuộc sống rất khó khăn nhưng vợ chồng chị Hoa luôn cố gắng làm việc để nuôi con ăn học đầy đủ. Khôi là con cả trong gia đình có hai anh em, là người chăm em, phụ giúp gia đình khi bố mẹ đi làm. Vì không có nhà nên gia đình còn ở nhờ bà nội của Khôi. Bà nội hàng ngày cũng đi bán vé số để trang trải cuộc sống chị Hoa ai oán gọi con tôi đã dặn con không được tắm sông suối mà không biết sao con lại đi giờ nằm ở đâu từ chiều hôm qua đến giờ lạnh lẽo lắm con ơi con mau về với mẹ con ơi đồng cảnh ngộ ngồi cạnh bên chị Bùi Thị Thi sinh năm 1983 ở thôn Lương Phước xã Hòa Phú mẹ nạn nhân còn mất tích Trần Thành Tráng nhiều lần ngất lịm tỉnh dậy chị lại nhìn giáo giác rồi gào khóc con ơi con tráng ơi tráng nhớ về những ước mơ của con Chị Thi chia sẻ rồi lịm dần vì thương con. Con nói ước mơ lớn lên, con làm xây dựng nuôi mẹ. Nhưng giờ con ở đâu con ơi, biết ở đâu mà tìm con bây giờ. Anh Trần Ngọc Trang, sinh năm 1980, bố bé Tráng, cho biết vợ chồng anh quanh năm làm ruộng. Tráng là người con thứ hai trong gia đình. Dù ba mẹ vất vả nhưng Tráng vẫn luôn nỗ lực học tập, trở thành học sinh tiên tiến của lớp. Nhìn khung cảnh bố mẹ các cháu mong mỏi tìm con khiến ai nấy cũng cảm thấy xót xa. Lãnh đạo huyện Tây Hòa cho biết, vì thời tiết bất thường, mặc dù đã điều động 5 cano cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, nhưng công tác tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Tình trạng đuối nước khi đi tắm sông, tắm hồ ở trẻ em vẫn đang là vấn đề được quan tâm và báo động khi rất nhiều những vụ việc tương tự đã xảy ra. Mong rằng sau vụ việc này, các phụ huynh cần nâng cao kiến thức về phòng chống đuối nước cho trẻ em, nâng cao kỹ năng mềm cũng như không cho trẻ tới chơi tại các vùng sông nước nguy hiểm. Nối tiếp chương trình sẽ là thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau 2 ngày đêm tìm kiếm trên diện rộng, Đến ngày 16 tháng 11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 4 học sinh đuối nước ở sông Ba, qua địa phận thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, Phú Yên. Theo ông Trần Minh Chí, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa Phú Yên cho biết thi thể cuối cùng đã được tìm thấy trong sáng 16 tháng 11. Khi trôi giạt ven biển Đông Tác, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 20 km, nạn nhân là Bùi Hoàng Khôi, sinh năm 2013, chú ở thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, đã được chuyển giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó vào chiều 14 tháng 11, một nhóm gồm 6 học sinh lớp 5C trường tiểu học Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa rủ nhau ra bờ kè phía hữu ngạn sông Ba Bốn em trong số đó là Đỗ Hoàng Lê Minh, Bùi Hoàng Khôi, Trần Nguyễn Bá Tú và Trần Thanh Tráng xuống sông tắm nhưng không may bị dòng nước xiết xoáy nhấn chìm, cuốn trôi mất tích. Đến 17 giờ 5 phút chiều cùng ngày, thi thể của hai em Đỗ Lê Hoàng Minh, Trần Nguyễn Bá Tú đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Gần 200 người là cán bộ cảnh sát công an quân đội, dân phòng, dân quân tự vệ cùng người dân được huy động tìm kiếm xuyên suốt ngày đêm trên diện rộng. Đến 14 giờ 40 phút, chiều ngày 15 tháng 11, thi thể nạn nhân thứ ba là Trần Thanh Tráng được tìm thấy cách xa hiện trường hơn 3 km về phía hạ lưu sông Ba. Hiện sức khỏe của các em học sinh cơ bản đã ổn định, không có ca nặng hay trường hợp đe dọa tử vong. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn theo dõi và tiếp tục chăm sóc điều trị. Cuối chương trình sẽ là thông tin về giải trí trong nước. Những ngày vừa qua, thông tin Thủy Tiên bị hủy sâu bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ xuất hiện trên poster quảng bá chương trình Chiên Thầy Cô. Tuy nhiên, khi chương trình diễn ra và được livestream trên mạng xã hội, khán giả không thấy Thủy Tiên xuất hiện. Điều đó làm dấy lên đồn đoán rằng nữ ca sĩ bị hủy sâu vì những ồn ào từ thiện năm 2021. Trước những lời bình luận có phần gay gắt, nữ ca sĩ đã lên tiếng về thông tin này. Theo đó, đại diện của Thủy Tiên phản hồi thông tin nữ ca sĩ bị hủy sâu vào phút chót. Đại diện của Thủy Tiên đưa ra lý do thực sự khiến nữ ca sĩ vắng mặt ở đêm nhạc tri ân thầy cô diễn ra vào ngày 11 tháng 11 tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh là do sức khỏe. Người này cho hay, chị Tiên phải phẫu thuật gây mê, vết mổ còn rất đau, không thể hát ngay được. Quản lý chị Tiên đã xin phép ban tổ chức được hủy phần biểu diễn vì sức khỏe chưa ổn. Trên các trang mạng xã hội từ trước đến giờ, có nhiều thông tin bịa đặt, họ cắt ghép từ video đến hình ảnh, dẫn dắt dư luận để câu view câu like gây ảnh hưởng, hiểu lầm rất lớn đến chị Tiên. Không chỉ chuyện hủy sâu, mới đây nữ ca sĩ Thủy Tiên lên tiếng trước những tranh cãi về việc cô livestream bán hàng online sau ồn ào từ thiện với bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, tối ngày 10 tháng 11, Cô livestream bán hàng online trên nền tảng TikTok, ngoài những người ủng hộ không ít người công kích và để lại nhiều bình luận chê bài nữ ca sĩ. Chiều ngày 11 tháng 11, nữ ca sĩ chính thức phản hồi những ý kiến trái chiều liên quan đến phiên livestream của mình. Thủy Tiên bày tỏ, tôi thấy bán hàng online có gì xấu đâu, thay vì thời gian nghỉ ngơi đi chơi vui vẻ với gia đình thì bỏ ít thời gian ra mình bán hàng tốt lại có tiền giúp được bao người đỡ khổ. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho biết thêm, đồng tiền mình kiếm được từ việc mua bán chân chính không lấy của ai, không xin của ai, không vi phạm pháp luật hay đạo đức gì, mà không hiểu sao mình livestream bán hàng online mà mọi người mỉa mai nặng nề như vậy. Có thể thấy, hình ảnh của nữ ca sĩ sau hàng loạt scandal đã ảnh hưởng rất nhiều. Liệu rằng trong thời gian tới, nữ ca sĩ từng được nhiều người yêu mến phải làm sao để lấy lại được tình cảm của khán giả? Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị trong thời gian tới. Cuối chương trình sẽ là thông tin quan trọng liên quan đến tình hình mưa lũ ở Huế. Những ngày gần đây, Huế liên tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của diễn biến mưa lũ khắc nghiệt. Không những vậy, khách du lịch đến tham quan Huế vào dịp này cũng không khỏi ngơ ngác khi lầm tưởng mình đang được trải nghiệm ngồi thuyền ở miền Tây mùa nước nổi. Anh Nhật Tân sinh năm 1989, tới Huế đúng dịp mưa lũ dâng cao. Nhưng với vị khách người Quảng Bình, đến Huế ngày mưa vẫn có những nét thú vị riêng. Anh Tân tâm sự Mùa mưa ở Huế thường rất buồn, nhưng lại thích hợp để thưởng thức bát bún bò nóng hổi buổi sớm, rồi nhâm nhi tách cà phê thật ngon. Trong ngày, du khách vẫn có thể tham quan Huế bằng taxi. Nếu trời khô ráo hơn, khách có thể ngồi trên xe xích lô ngắm nhìn phố phường. Huế mưa làm cảnh vật thêm thơ mộng, nhưng càng khiến con người thêm nhiều hoài niệm về cuộc sống. Từng nhiều lần được trải nghiệm những ngày mưa lũ ở Huế ra sao, nhưng với anh Tân, trận mưa đêm 14 tháng 11 và dạng sáng ngày 15 tháng 11 khá khác biệt. Bị khách người Quảng Bình cho biết, không ai nghĩ tới việc nước lũ lại dâng lên nhanh như vậy. Do mưa lũ khiến mà hoạt động bị ngưng trệ, gây bất tiện vì nhiều dự định phải tạm dừng. Nhưng trong bối cảnh tình hình chung, mọi người đều chấp nhận. Từ trên cao nhìn xuống, tôi chỉ thấy bên dưới là cảnh mênh mông biển nước nên quyết định di chuyển trên phố bằng thuyền. Vào thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11, anh Tân đứng tại đường Bà Triệu. Khu vực này ngày thường vốn là nơi mua sắm sầm uất, nhưng nay nước ngập cao hơn 1 mét, khiến mọi việc di chuyển đều phải dùng thuyền máy. Ngồi trên thuyền đi lại giữa tuyến phố, anh Tân còn nói vui rằng trong khung cảnh chẳng khác nào miền Tây mùa nước nổi. Theo tìm hiểu của anh Tân, vào mùa mưa lũ, phương tiện di chuyển của người dân Huế đều là thuyền hoặc chấp nhận tự lội nước từ khu vực khô giáo. Anh cho biết đây là dịch vụ tự phát của các hộ dân sống xung quanh và thu mức phí khá cao, khoảng 100.000 đồng cho chặng đường chừng 1 km. Do một năm chỉ xảy ra một hai lần như vậy nên người dân và du khách thường phải chấp nhận. Với một người có nhiều kinh nghiệm đi du lịch Huế, anh Tân cho rằng thời điểm thích hợp nhất để tới thăm vùng đất cố đô là vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Khi đó du khách được cảm nhận một vùng đất xanh mát, thích hợp cho những chuyến tham quan các di tích lịch sử như kinh thành Huế, lăng tẩm vua Minh Mạng, Vua Tự Đức, chùa Linh Mụ, chùa Từ Hiếu. Ngoài ra, ẩm thực xứ Huế cũng là điều mà bất cứ du khách nào cũng nên trải nghiệm. Vùng đất này sở hữu vô số món ăn đặc sắc như bún bò, cơm hiến, bánh nậm, bánh bèo, bánh lọc, bánh khoái, nem lụi, chè hay các bữa cơm nấu theo kiểu truyền thống. Cuối chương trình sẽ là thông tin quan trọng liên quan đến tình hình mưa lũ Quảng Nam. Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ qua địa bàn Quảng Nam bị sạt lở, gần 4.000 người dân được sơ tán đến nơi an toàn. Theo đó, kết quả quan trắc mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn đã gần bão hòa trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất ở 13 huyện trên địa bàn tỉnh. Để ứng phó với sạt lở, cơ quan chức năng vận động sơ tán 1.100 hộ với 3.790 khẩu ở khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao về sạt lở đất tại huyện Bắc Trà My, Tại huyện Đại Lộc đã sơ tán 3 hộ với 8 khẩu có nhà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở đất tại thị trấn Ái Nghĩa và có kế hoạch sơ tán 11 hộ còn lại trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Huyện Nam Giang có 2 hộ với 8 nhân khẩu trong vùng, nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Tôi và xã Duôi cần sơ tán. Mưa lũ làm 7 nhà ở huyện Nam Giang bị ảnh hưởng bởi sạt lở, trong đó có 2 nhà thiệt hại nặng 50%, 5 nhà thiệt hại dưới 30%, huyện Bắc Trà My có 3 nhà thiệt hại dưới 30% huyện Núi Thành có một nhà bị tốc mái do lốc xoáy. Cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cho biết, tại km 89 450 quốc lộ 24C, đoạn qua xã Trà Cang, km 66 700 quốc lộ 40B thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, xảy ra sạt lở khiến đất đá tràn mặt đường, khiến phương tiện đi lại khó khăn. Cũng trên quốc lộ 40B tại khu vực ngầm sông Trường bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,5 mét, mặt đường hư hỏng nhiều vị trí, đoạn từ km 103 cộng 00 đến km 141, cộng 080 qua khai xã Trà Giòn và Trà Nam, huyện Nam Trà My. Trên quốc lộ 14H, mưa lớn gây ngập sâu từ 0,5 đến 0,7m, tắc đường tại km 13, cộng 300, cầu Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tắc đường tại km 63, cộng 700 do ngập sâu 0,7 đến 1m tại xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn. Quốc lộ 14E bị tắc đường do sạt lở tại km 87, cộng 750, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn. Trên quốc lộ 14 d mặt đường hư hỏng nhiều vị trí, đoạn từ km 20 00, km 74 387, qua xã Ta Bờ Hinh, xã Tà Bơ, xã chavan Van, xã La Dê, huyện Nam Giang, phương tiện lưu thông khó khăn. Trước đó lúc 19h30 tối 15 tháng 11, tại km 1377 550, đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, sạt lở Ta Luy Dương gây tắc đường hoàn toàn. Theo Văn phòng Quản lý Đường Bộ 3, 1. Khu quản lý đường bộ 3, Cục Đường Bộ Việt Nam khối lượng sạt lở ước tính khoảng 15.000 mét khối. Ngay sau sự cố, Văn phòng Quản lý Đường Bộ 31 chỉ đạo đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên tuyến phối hợp địa phương điều tiết phương tiện lưu thông hướng Đà Nẵng đi Con Tum đến km 1376, cộng 740 rẽ trái vào đường bao thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, đến km 1381, cộng 470 và ngược lại. Đồng thời điều động hai máy đảo tiếp cận điểm sạt lở ở hai đầu để hót dọn. Đến 22 giờ 30 phút tối 15 tháng 11, vị trí sạt lở này đã thông xe bước 1. Sáng 16 tháng 11, đơn vị quản lý bảo trì tuyến tiếp tục hót dọn sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này.